dân của Barom ông Pi sừng kềm nơi Kia Dariti. Nơi bên đại biểu này thập đại Rusi Vladimir Putin ban bức cách Pika lục lối Ukraine từ ngày tìm một phái bốn cùng phe. Lô cơ bản bức cách đã ông chịu một cái cùng riêng môi đã quay phe ba lô như vậy thả. Mình có thể thành nó nè đại cho nơi plei rồi bao dương người mừng cả nơi cả cùng riêng cùng hai một căn protein rồi bao dương nằm trên chân rồi bao dương. Bước kế tới đang thả Rusi đang chạy tàu plei plei hai pho vị ba nâng miên cả lãng đại nhà mình đại khơi nơi không bảo vật sắc bị một một nụ tì. Bất toàn mốc miên Sandra cả thả bao lô được tới tiền đại biểu miên này căn để chơi nè. Chiêng này từ tiệt đại lục này dễ thả, rồi xin sắp ngày đi nơi tại chia protein muối đỏ ở chả chia rót nuôi kẻ đồng viên anh phía bằng phật lục Putin ban dễ bận che cứ hạ đôi chỉ cả bắt đầu dự cam chấm pua cả lục lụi đại Putin ban này dễ đòi ông nang môi chấm nốt mình treo ban rồi khinh thả Ukraine cứ thân được nông ple đại chúa từ đó cả có sang nơi cầm lắng nuôi kẻ bằng đại anh Christensen đại chia nghỉ du ở nơi cầm rốn qua đường biên nuôi kẻ nơi xã Poan đại chia xa xã rồi nằm rít ban dễ thả đôi chỉ kim po tang đền dễ ông pí cả Stepan nuôi kẻ à vốt rồi bỏ Ukraine nuôi tí cả lục lụi rồi bỏ Rusi treo ban phân bại từng sông từ lừa à vốt đại mình men nuôi kẻ té cứ miền đôi chia ở cọp đôi chỉ dùng ho tụm lệ cọp bay nâng nia vi môi chấm nuôn đại công phong tài sầm chót nơi ai công phong phai Odisha nhà chấm điếm ban prab sa pon mi vọc thả đòi kế ban bơi khơi nhầm pi áo bao tầm biên nơi với được cuội khai bồng phật phai viên nâng tụm nong mình ai prab run nội tì Sandra cả thả robot lục Putin cứ chỉ cả bệnh chẹt thả vượt nội khlé mình men trâm tài chi áo vượt mùi đại pra chỉ ca cầm riêng môi nội tế bản tai vía cứ chia ca để xả ban được này môi nơi sản đập thân hoạt sân để sọc đại ngược láng cầu pi sừng kềm lục lực tỷ pì Christensen bản lực láng thá tạm đăng cử rusi miền ở vùng nội kia ở hồ đó tới pram môi pon hay giả rót amrik miền pram anh chia pram pon pram rồi ai cầm phương thông nội kia cứ tại phần mang tê vì ai sầm lập nội đó rót pon liên đẹp bản tờ hay giờ ná kê cầu pra vía đâm bấy tụt tôi chấm pu cá vi praha nằm môi phần đại nơi tu sửa vật thay thay nĩ sản đập thân hoa ông Pika điệp cho mà vượt nơi kia cứ hạ bay đôi chi miền thể được biết là Quran ba phạm pi prate tập ban kiện đăng tha miền ở vượt nơi kia hay khăn lúc miền prate tại bay bẩn đó đại miền ở vượt kia ở vượt nơi kia chân bấm phớt cái áo bên nĩ miền chấm đơn tịch tụi nơi lại prate chỉ chân được không bị phục lộc ban cho hạt lệ khá được không sở thi gì nga môi đã kết quả thả sau đây ông Pika mình rick sai nơi ở vượt nơi kia đại công bất ông Pika api bot nơi ở vượt nơi kia đi tầm đòn sa bờ miền vóc ban bằng che thay phụ kê bàn thua ca xạ su từ ca nẹt sai chiều sau đây bị ca cướp cướp ở vùng nơi khlé ông pi hai nỉ phơi bị phốp lố đại bồi chôm nơi về bài chấm bòn ta bị ai ca lang đại rứt tê xâm ra nẹt sai chiều từng ở ní vô kinh thà xong ra cái thái robot Putin hạ đôi chi cầm quân ta bằng coi miếng ca prui bầm chìm xe nơi về để phụ kê bàn bài phần tập bắt ca sực nơi ai rộp đại vi chia phần tập bắt cá ở rìa p trang thư sự vật bậc hai bên đại các biên nội tệ ban nhập bon bên này biên chung bộ tha matu ban ban đại chia sastra cha nơi scope chia lại harvard nâng chi ở tây tạ ti prak sa ở robot bờ thiên nhiệt thập ở đây amrik clinton cô nội dụ bái bị chai bị chia nâng bị chia sa ban biên prasa tha phía mang cơ thể việc biên ở ca để kem mơ khơi ông pi cả prapra học vốn nội kia nơi không sản phẩm Ukraine ni nội tệ mua lại đại lộ nội dễ dàng đối chiến cơ thể giả rót đầm rịch hai đường NATO bàn thua bậc cao tháp phụ kế an biên mình chun top từ căn Ukraine lại đối chiến đó miền ca cùng riêng cùng hai nước cạnh Andra cùng vô thì Putin đối chiến miền hai phần vẫn tích mình tuổi tập nó nơi không cả trong pra nở vốn nội kia rồi bỏ rút luôn chập tăng pi rusi bàn cảnh chợ châu căn cặp nâng bậc plain sản phẩm vô thì Ukraine bàn khá sản phẩm lục Paul đại chi sắc trái cha chọn khắp phố, nơi Scottsdale, Boston, nơi xa xa ảnh đại chiệt mà miền bởi sát thả. Cô đại rộng bỏ lúc Putin mình men trong dô bị phụp lúc tới căn ở vụt nội kia nụ tế. Cô đại rộng bỏ lúc thông ra tế trong tài liệp dọc Ukraine hay xa vinh tại mình men năm nay đi xa phía bởi tế. Cứ ở vây đi kê hai tháng chạy khắp phố xa. Lúc bán dây sẽ đổi điên khả nìa. Christensen bàn dễ sợ điên kia nâng lục Paul tha khi nhóm prôi vào rõm chiêng mùi sắp ra muộn để lục chẳng ngọt tha NATO bàn bằng cá nửa phía bụi rõ cổ rục tì tăng nâng ngồi rồi biếp tăng ọ khi nông ca sẽ lại tốp từ căn sân ra cái thả rộng Putin hay cả đôi chìa bằng cá nửa cầm lăng vô thịa cua ở khó xâm qua khăn mẹn tên việc đôi chìa áp nơi dùng kriếm đài mơ khinh prích prích việc đôi chìa với đài mùi sắp ra muộn nhóm xe màn mạng đo là hai việc có cá lăng ta ở vốt nơi khlẻ rộng rủ xí miên đôi mặt đỉnh hai tha ta vì ai priệp thiệp dạng na chỉ môi nâng bản đa bản tên nơi bị phụp lộ
Bà crop nơi kia ở bờ Rusi miền đảo từ Prampon ប្រមួយរយជាសិបប្រាំពីរក្របឯណោះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះគឺជាប្រទេសធំទីមួយកាន់កាប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរគ្រីស្ទែនសិនបានមានប្រសាសន៍ថាក្បាលក្របទាំងអស់នោះគឺជាក្បាលក្របដែលបំរុងទុកមានន័យថាដកទុកឬស្តុកទុកមានតែមួយពាន់ប្រាំមួយរយក្របតែប៉ុណ្ណោះដែលរុស្ស៊ីយកទៅពង្រាយរួចទៅហើយនៅឯដីគោកជើងទឹកហើយនិងដែននាកាហើយបានបង្កប់នៅក្នុងសៃឡូក្រោមដីនៃមីស៊ីលប៉ាលីស្ទិក ក៏ដូចជាសម្រាប់ទុកជាមួយនឹងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ខ្លួនផងដែរនៅពេលដែលសហភាពសូវៀតបានបែកបាក់នៃចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមត្រជាក់គេបានមើលឃើញថាអាវុធទាំងអស់នោះមានច្រើនគួរសមដែរគឺសហភាពសូវៀតនេះទុកនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីអ៊ុយក្រែនបានព្រមព្រៀងក្នុងការប្រគល់អាវុធនេះទៅឲ្យរុស្ស៊ីវិញប្រទេសជាច្រើនទៀតក៏មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយដែររុស្ស៊ីដែរគឺមានសហរដ្ឋអាមេរិកចិ
វុធនុយក្លេអ៊ែរមានច្រើនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាបានធ្លាក់ចុះគឺប្រមាណ 80% ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់គឺពី 73,000 នៅឆ្នាំ 1986 មកត្រឹម 12,700 តែប៉ុណ្ណោះនៅដើមឆ្នាំ 2022 នេះបែបនេះក្តៅក្តីគេនៅតែមើលឃើញថានៅលើលោកីយ៍នេះនៅតែមាននៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរច្រើនដដែលហើយមានការពិភាក្សាជាច្រើនថាតើវាមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់រុស្ស៊ីនៃអេរីយ៉ាបតដែលនិយាយពាក្យពេចអមដោយពាក្យថានុយក្លេអ៊ែរនោះតើលោកពូទីនមានមូលហេតុសំបីតែមួយទេនៅក្នុងការពិចារណាក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរបើនិយាយពីចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាគ្មានមូលហេតុទេនៅក្នុងការដែលរុស្ស៊ីអាចប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាពូទីនខ្លួនគេនោះគឺជាប្រភពមួយនៃភាពមិនអាចប្រកបប្រជាបានចេតនាអារម្មណ៍និងកំហឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដូចជាចង់ប្រើប្រាស់វាខ្លាំងណាស់លោកផលបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះហើយលោកនិយាយថាជាធម្មតាយើងអាចដឹងបានតាមរយៈតាក់ទិចនៃការទូតរបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងអ្វីដែលពួកគេមិនដែលលេងសើចកើតលោកបានសម្រាប់លោក Christensen វិញបានមានប្រសាសន៍ថាគួរឲ្យចងចាំបំផុតលោកពូទីននៅឆ្នាំ2015គឺលោកបានបង្អួតអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះហើយបានប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មានរដ្ឋដើម្បីចងក្រងជាវីដេអូឯកសារដែលថាលោកពិចារណានៅក្នុងការរក្សាទុកនៅកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងគ្រាបន្ទាន់អាសន្នណាមួយក្នុងឡុងពេលដែលមួយឆ្នាំនៃការកាត់យកឧបទ្វីបគ្រីមៀនោះនេះគេអាចនិយាយបានថាពូទីនច្បាស់ថាជាអ្នកនយោបាយដែលមិនអាចទាយចិត្តបានក៏ប៉ុន្តែលោកចូលចិត្តប្រើវោហារសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរខ្លាំងណាស់ហើយលោកច្រើនតែនិយាយជាងធ្វើ Christensen ហាក់ដូចជានិយាយថាបរិសុទ្ធរូបនេះគឺជាមនុស្សដែលពិបាកស្មានតើការភ័យខ្លាចចំពោះសង្គ្រាមដោយក្លេអ៊ែរវាអាចបញ្ឈប់ប្រទេសនានាកុំឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធដោយក្លេអ៊ែរដែរឬទេការប៉ັດមួយគឺថាអំណាចនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺវាបង្កើតនៅភាពភ័យខ្លាចហើយការពិតមួយទៀតក៏ត្រូវដឹងថាអំណាចនៃការបំផ្លាញនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏វាបង្កើតនៅភាពភ័យខ្លាចផងដែរដែលមានន័យថាប្រទេសមួយมันអាចហ៊ានវាប្រហាប្រទេសមួយទៀតដោយសារតែប្រទេសនោះមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះឯងវាគឺជាគោលនយោបាយសន្តិសុខដ៏ធំមួយក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់នោះអ្នកជំនាញបាននិយាយថាវានៅតែត្រជាក់មកដល់ពេលនេះលោក Jacques Bauchem បានសរសេររៀបរាប់តើនិយាយថាការគម្រាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺជាមូលហេតុមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបញ្ជូនទ័ពទៅកាន់អ៊ុយក្រែននោះហើយតើការរៀបរៀងដោយនុយក្លេអ៊ែរគឺมันអាចទេនៅក្នុងការបិទបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមទាំងឡាយនោះវត្តមាននៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺมันបានជួយសង្គ្រាមនៅវៀតណាមឡើយហើយពួកគេក៏มันបានជួយសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់มันបានជួយសោះសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមានតែពន្លាតសង្គ្រាមឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះមានន័យថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគ្មានប្រយោជន៍នោះទេសម្រាប់សន្តិសុខពិភពលោកវាបង្កើនឡើងនៅការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងទៀតហើយជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានពិសោធន៍ក្នុងការសាក់ល្បងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់មកមានប្រទេសជាច្រើនទទួលយល់ថាការប្រើប្រាស់នូវអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីគម្រាមពិតជាអាចធានាបានព្រំដែនអឺរ៉ុបមែនក៏ប៉ុន្តែចំពោះវិបត្តិអ៊ុយក្រែនវិញលោកផលបានមានប្រសាសន៍ថាវាបង្កើតនៅចំណល់ជាច្រើនដែលគួរឲ្យពិនិត្យមើលមិនទុកចិត្តប៉ុន្មានទេចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យថានុយក្លេអ៊ែរដើម្បីតេស្តនៅក្នុងសតវត្សនេះសម្រាប់ធនធានពិភពលោកសពថ្ងៃនេះគឺមិនមែនមានអ្នកជំនាញណាអាចស្មានពីផែនការរបស់នរណាគេបាននោះទេដូចជាគេមិនអាចដឹងថាតើការវាយប្រហារនៅអ៊ុយក្រែនគឺវាអាចដំកល់មានការវាយប្រហារណានៃតទៅទៀតដូចជាទៅលើរដ្ឋបាល់តិចដែលនឹងកាន់តែងាយរងគ្រោះ
rư có Putin cướp cơn lầm mồm trâm tay vì bà hà Ukraine chấm lái cứ lúc họ ban dây tha kia nâng rách chân á ở khơi nhằm bí giá ra đàm rích nâng NATO sẽ đây xâm ra chất nâng khuôn cao bùng rí tòa bà bọc bụi kê hay thá ta ở à vứt ở bọc bụi kê bùng rí nụ miên đôi khí lẽ đai rửa ọt hay bà sân chia krom NATO rùng cơ nâng vứt nơi khí lẽ một căn chất nâng rô xí tàm bà đồng nô ca bùng rích thân là cá căn tại cái đai của cô hai ở địa bề chỉ cho nên cho nên một hãy cách khởi công bằng bằng sẽ có rồi các bằng cao vượt nơi kia cả rich side ta mà địa cách bằng bề mà rich side vượt nơi kia nô cứ hạ bay đôi chỉ miên chụp chế khá đài cách khởi công bằng bằng nô từ tua bang nơi cao dốc chất tục đạn nâng cao để xa bị bàn đạp prate đầm miên nâng bàn đạp prate đài mình miên nâng miên chăn tẹt phử chỉ sẽ có cứ sản đáp thấp nơi kia ai cướp công bàn lực lãnh tài ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info